Vâng thưa quý vị, chỉ trong một thời gian ngắn thì hàng loạt sự cố thương tâm đã xảy ra khiến dư luận cả nước hết sức bàng hoàng và xót xa. Từ vụ tai nạn xe khách thành bưởi, sạt lở tại Đà Lạt đến cháy trung cư mini tại Hà Nội khiến 56 người chết, 37 người bị thương đã lộ ra rất nhiều góc khuất sai phạm. Có thể thấy nhiều nơi việc kiểm tra xử lý vi phạm thì chưa nghiêm, nhiều nơi thậm chí còn làm theo kiểu qua loa chiếu lệ. Và khi hậu quả nghiêm trọng xảy ra, chính quyền địa phương cùng các ban ngành mới giật mình vào cuộc để thanh tra kiểm tra. Vậy thì tại sao lại xảy ra tình trạng này và cần phải làm gì để có thể xử lý nghiêm các sai phạm để bảo vệ người dân cũng như lấy lại niềm tin của dư luận. Để có thêm chia sẻ về nội dung đang rất được quan tâm này, hôm nay chúng tôi đã mời đến trường quay tiến sĩ Đoàn Văn Báu, vụ trưởng vụ lý luận chính trị, ban tuyên giáo trung ương. Xin chào tiến sĩ. Ạ. À, xin chào MC và các độc giả đang theo dõi chương trình. Vâng, cảm ơn đông đến với chương trình hôm nay của chúng tôi. À, chúng ta sẽ bàn uh, sâu hơn về cái nội dung mà chúng ta vừa nhắc đến đó là có khá nhiều những cái sai phạm tồn tại trong một thời gian dài ừ. tuy nhiên không được phát hiện và xử lý triệt để và đến khi xảy ra những hậu quả rất đau lòng thì như đã nói một số địa phương mới vào cuộc rất là rốt ráo ông nghĩ sao về thực tế đó à, tôi nghĩ rằng là cái thực trạng này đấy thì cho đến nay chúng ta càng ngày càng nhận diện một cách uh, kỹ càng và cụ thể hơn uh, nó có nguyên nhân của nó tức là trong cả một cái quá trình mà chúng ta chưa tập trung là gì thực hiện cái câu chuyện là kiểm tra giám sát một cách chặt chẽ đấy, cho nên nó dẫn đến những cái câu chuyện là gì lòng lẻo trong câu chuyện quản lý trong câu chuyện là giám sát thì nó sẽ dẫn đến cái câu chuyện là sai sót đây là một trong những cái kết quả được là gì đẻ ra từ cái thực tiễn mà chúng ta làm chứng nghiêm cho nên nó diễn ra như vậy nó không diễn ra lúc này nó sẽ diễn ra sau đó thì cái đấy là tất nhiên anh không thể nào anh sẽ khỏi nhưng mà vì sao anh lại để nó lâu là bởi vì như chúng ta biết đấy là trong suốt một cái quá trình đấy, chúng ta buông lỏng là có hiện tượng buông lỏng ở một số cơ quan đơn vị một số địa phương cho nên nó mới dẫn đến cái câu chuyện là gì khi anh buông lỏng thì chất lượng từ đầu vào cho đến đầu ra nó không chặt chẽ thì đương nhiên nó sẽ dẫn đến câu chuyện là gì hậu quả nó là tất nhiên nó sẽ dẫn đến như tôi đã phân tích nhưng mà chúng ta nhìn nhận những vấn đề đó đấy nó có vấn đề lịch sử của nó đúng không ạ khi mà trong thực trạng của một thời gian mà chúng ta đã để cái tình trạng nó như vậy thì để khắc phục nó không phải một sớm một chiều chúng ta rất đau xót khi sự kiện diễn ra chúng ta không thể không đau xót khi văn kiện 13 đã nói đến tức là hạnh phúc cho nhân dân mà là hạnh phúc cho nhân dân thì phải đảm bảo tính an ninh lần đầu tiên đưa vào văn kiện đó là an ninh cho con người tất cả những chuyện xảy ra vừa qua đều đụng chạm đến vấn đề mà chúng ta đã đề cập trong văn kiện chúng ta đã nhìn thấy và chúng ta đã là gì định hình cho một cái tương lai mới tuy nhiên là gì nó diễn ra như vậy không phải là ngoài những cái gì chúng ta đã đoán định tất cả những việc đó chúng ta đã đều nhận diện chúng ta đều đã có những cái giải pháp cũng có những biện pháp nhưng những việc đó cần phải triển khai một cách là gì đồng bộ dứt khoát và nếu như chúng ta không tổ chức thực hiện tốt thì đương nhiên chúng ta lại lặp lại cái quá khứ mà không thể khắc phục quá khứ cho nên là trong những cái đánh giá thì chúng tôi cũng muốn nhấn mạnh thế này thôi khi sự việc xảy ra thì đương nhiên là sự đau xót không có ai có thể ngoài cái sự đau xót đấy nhưng mà chúng ta nhận diện đánh giá nó một cách công tâm đánh giá một cách khách quan là đây chỉ là những sự việc đơn lẻ nhưng vì nó là cái vấn đề môi trường thì đương nhiên có sạt lở đúng không ạ đương nhiên là giao thông thì nó có vấn đề về tai nạn giao thông đương nhiên một câu chuyện là xây dựng những cái nhà ở và nó không nằm trong cái mục đích theo đúng yêu cầu nhưng mà cái nguyện vọng của nhân dân lúc bây giờ là vì giá rẻ cho nên là đã phải là sử dụng đến những căn nhà như vậy thì đương nhiên nó sẽ xảy ra những câu chuyện mà chúng ta thấy rất đau lòng vì rõ ràng là pháp luật dù có chặt chẽ thế nào thì yếu tố con người vận hành vẫn là quan trọng nhất vậy thì cái trách nhiệm của những người đứng đầu các địa phương chính quyền các cái nơi mà để xảy ra sai phạm ông nghĩ sao về vấn đề đó à, tôi thì tôi hoàn toàn đồng ý với cái, cái, những cái câu chuyện nói về cái câu chuyện người đứng đầu à, chúng ta đã có những cái văn bản rất quan trọng và chúng ta nói rằng là khâu cán bộ là khâu then chốt của mọi then chốt người đứng đầu phải tổ chức thực hiện tốt các cái nhiệm vụ của cơ quan đơn vị mình thế thì vì để xảy ra những cái tình trạng như vậy đấy thì như tôi nói ban đầu chúng ta phải hết sức khách quan và công tâm chúng ta đánh giá rằng là thực tiễn ấy là do cái lịch sử để lại trong cái quá trình tổ chức thực hiện những nhiệm vụ mới như tôi nói là thành tiệu đặt ra là đặt trong cái mặt bằng chung là chúng ta đang cố gắng khắc phục những tồn tại bất cập đã được xử lý trong nhiều năm qua nhưng chưa có những cái chưa đạt hiệu quả thì cái này cũng là một trong những điểm nghẽn như vậy và vì vậy cho nên là chúng ta đánh giá cái trách nhiệm đó là bây giờ ông đã vào cuộc chưa và sau sự kiện ấy thì ông đã làm gì thì chúng tôi cho rằng là chúng ta cũng phản ứng tương đối nhanh nếu như chúng ta nói rằng là chậm hay không chậm thì chúng tôi cũng phải nói như thế này tức là cũng phản ứng tương đối nhanh Tuy nhiên là trong cái nhanh ấy đã đáp ứng được cái mong mỏi của người dân chưa? thì tôi cho rằng là chưa đáp ứng được, đúng không ạ? Với một cái yêu cầu thực tiễn càng nhanh thì cái yêu cầu phản ứng càng nhanh, thì đã nhanh nhưng mà vẫn chưa đáp ứng được cái nhu cầu và cái yêu cầu của nhân dân. thì cái này là có, có thật trong thực tiễn. Chúng ta thấy là đâu đó vẫn có những nơi mà xảy ra tình trạng là nể nang xử lý chưa triệt để cũng là mối quan hệ giữa các cá nhân với nhau thôi. vậy thì ông có thể nói kỹ hơn là khi mà xảy ra tình trạng nể nang uh, kiêng rẻ trong quá trình xử lý khắc phục những sai phạm thì hậu quả để lại có thể là gì? trong cái quá trình tổ chức thực hiện thì bao giờ người Việt nó có một cái câu tức là một tí cái tình thì còn nhiều hơn hơn cái lý. cho nên là đôi lúc ấy, là anh đúng là anh có sai phạm nhưng mà vì cho nhiều quan hệ khác nhau, vì những cái tác động liên quan khác nhau, cho nên anh dẫn đến cái câu chuyện là gì nể nang rồi là gì anh sẽ bỏ qua nhưng mà những cái bỏ qua đó thì trở thành cái nghiêm trọng nó nghiêm trọng bởi vì là lúc bây giờ nó xảy ra là vì anh đã có nguyên nhân vâng. đúng không ạ nếu không có những cái khẽ hở này thì làm sao anh dẫn đến sai phạm được đấy và vì anh đã bỏ lọt cái này cho nên nó dẫn đến cái hậu quả chúng ta phải gánh chịu còn nếu như chúng ta làm đúng chúng ta làm nghiêm thì đương nhiên chúng ta sẽ không thể có những cái cái, cái mà nỗi đau mà chúng ta đã chứng kiến đó. Vậy từ những gì ông vừa phân tích, chúng ta cần phải xử lý những sai phạm cụ thể như thế nào để lấy lại được niềm tin của nhân dân ạ? À, tôi thì tôi cho rằng như thế này thứ nhất là chúng ta đã tìm ra được câu chuyện là bản chất vấn đề nó là từ cái gì bây giờ cái gì thuộc về cái sai phạm liên quan đến cơ chế chính sách đúng không ạ thì chúng ta phải là tổ chức thực hiện theo hướng là gì hoàn thiện cơ chế chính sách nhưng mà cùng với nó thì là gì những người mà là lợi dụng cơ chế chính sách để làm sai thì chúng ta phải là gì kỷ luật mà kỷ luật nghiêm để làm gì Đám hương chứ còn nếu như chúng ta chỉ là phê bình chỉ là nhắc nhở thì đương nhiên cái câu chuyện này không có tác dụng gì nhỉ? Được. Tôi nói ví dụ như cái vụ án liên quan đến Thành Bưởi thì nếu như câu chuyện là anh biết 10 10 một người lái xe đã thu bằng đã bị xử phạt mà anh vẫn sử dụng thì đương nhiên câu chuyện ấy thuộc về người là gì thuê người Được. lái chứ không còn là câu chuyện là mấy ông lái xe nữa đúng không ạ? Thì cái câu chuyện anh phải phạt cái nhà mà gì thuê người lái đấy để kinh doanh hoạt động kinh doanh bất chấp thì đương nhiên là chúng ta phải phạt rất nặng có như vậy thì mới xử lý được tận gốc. Vâng. Vậy để ngăn chặn những vụ việc đau lòng tương tự có thể xảy ra trong thời gian tới thì theo tiến sĩ cần có giải pháp gì để phòng ngừa từ sớm và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật ạ? Trước hết thì tôi cho rằng là phải ra soát tổng thể lại những vấn đề thuộc về thể chế như chúng ta đã nói. Tức là hoàn thiện thể chế là bước một. Thứ hai là cho dù anh hoàn thiện gì vẫn là con người, vẫn là yếu tố con người quyết định. Thì trong đó có câu chuyện là gì? Anh hoàn thiện thể chế dưới công độ là phải minh bạch, phải là gì công khai, phải là dân chủ và phải hướng đến cái phúc lợi của nhân dân, cái an toàn an ninh cho nhân dân. Tất cả trên mọi mặt như vậy, cái thể chế phải thực hiện cái cái điều đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là trong thực thi thì anh cũng phải tuân thủ nghiêm những cái gì anh đã đề ra. Mặc dù là tôi nói là gì, cho dù anh có hoàn thiện bao nhiêu, nhưng mà thực tiễn nó vận động, rồi mong mỏi nó vận động. Bao giờ anh cũng không đáp ứng được hết những mong mỏi ấy. Nhưng dù gì anh cố gắng đến mức mà anh làm hoàn chỉnh, thì rõ ràng anh sẽ khắc phục triệt để được những vấn đề đó. Nhưng mà tôi nói là cái quan trọng nhất mà trong những giải pháp đầu tiên chúng ta đang nói trước hết là chúng ta phải nâng cái nhận thức của mỗi một con người trong đó có cả người dân. Đúng không ạ? Từng người một chúng ta phải nhận thức được là những cái rình rập những cái khó khăn, những cái nguy hiểm nó sẽ diễn ra đối với từng con người một. Ví dụ như bây giờ là anh tham gia vào nhà ở thì có những vấn đề gì liên quan đến cái câu chuyện là cuộc sống của anh. Thì anh anh phải có ý thức chứ ạ. Không phải vì giá thành anh không có để rồi anh phải thế này anh phải thế kia nó do anh chứ Đúng không? Nhưng vì là gì? Đôi lúc vì cái mưu sinh cuộc sống nên anh đã phải đẩy anh vào những cái câu chuyện lựa chọn Đúng không ạ? Thứ hai nữa là tôi nói là ví dụ như là trong cái câu chuyện đấy thì khi quản lý xây dựng Rồi cấp phép tất cả mọi thứ anh phải tuân thủ đúng theo quy định của nó chứ Mục đích nó có thì bây giờ anh phải thực hiện như vậy Cho nên tất cả vẫn cái là từ ý thức của con người Mọi thứ anh phải từ nhận thức cao Đấy, mà nếu anh không nhận thức được thì anh sẽ hành động sai. Cái quan trọng nhất là bắt đầu từ nhận thức. Vậy thì chúng tôi muốn nói là gì? Tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân Đấy, về những cái tình hình khó khăn cũng như những cái bất cập, những cái mà cần khắc phục trong cái đời sống thực tiễn thì có như vậy thì mới mới được. Nhưng mà cái thứ hai đấy là đồng hành với cái đấy thì bây giờ chúng ta phải hiểu này, ra soát tổng thể những cái thực trạng ấy để tránh những trường hợp là chúng ta đã có bị là thực trạng nó như thế mà bây giờ mình lại không phát hiện rồi là mình vẫn để như là một cái sự kiện xong là mình dẹp một cái mà còn tổng thể thì mình không khắc phục thì đương nhiên là các ông chí là tới đây nó lại tiếp tục xảy ra yeah. vậy thì phải ngăn chặn trên tinh thần là ra lại Ra lại một cách là gì khẩn trương không quá nóng vội nhưng phải rất sức khẩn trương để trên cơ sở đấy bịt toàn bộ những vấn đề nếu có xảy ra là không xảy ra nữa thì cái đấy thuộc về trách nhiệm của các cấp yeah. trong đó đặc biệt là cấp ủy người chỉ đạo lãnh đạo rồi là chính quyền phải vào cuộc và làm giết gióng. Ở đâu xảy ra sai phạm thì trước hết là người đứng đầu phải chịu trách nhiệm. Khi đã có cảnh tỉnh ra đây, tôi đang muốn nói là những sự kiện xảy ra rồi, cảnh tỉnh anh nghe rồi, nhưng nếu để xảy ra thì đương nhiên anh phải chịu trách nhiệm đó. Đấy thì lúc bấy giờ thì mình bắt đầu là mình có cái cơ chế mình làm nghiêm làm chặt. Thì tôi nghĩ là đây là một cái bước cảnh tỉnh rất lớn để rồi mỗi một cấp ủy tự soi vào mình, tự thấy rằng cái trách nhiệm của mình phải như thế nào đối với nhân dân và cũng là một lần để cảnh tỉnh nhân dân thấy rằng là gì bản thân mình khi căn cứ vào những cái điều kiện để mình làm sao là gì chọn lựa những cái phù hợp nhất đối với mình trong những cái tình huống nhất định chứ nếu không thì sẽ rất khó khăn phục ừ. vâng xin cảm ơn ý kiến của ừ. tiến sĩ đoàn văn báo với chương, ừ. chương trình hôm nay của chúng tôi ừ. và thưa quý vị nội dung vừa rồi cũng khép lại chương trình chào buổi tối hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.